Cô ra đây làm kiểu ảnh với vợ con về. Vợ con tí bận. Đây ra đây làm một kiểu ảnh. Đây ra đứng ở đây. À, đây đây đây. Rồi. À. Đây đây đây. Ra ra đây một tí nữa. Rồi rồi. Ở đây đây rồi. Đây. Rồi. Rồi rồi cả nhà đứng đấy rồi 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 rồi. Đây, đây là vợ con nhá. Đây. Này vợ A Pao đứng cạnh các cô đây. 1 2 3 nào. EP 1 2 3 nào. EP nào. Đây đây. EP 1 2 3 nào. EP nào giờ để A Pao này chụp chụp. Không chụp. Đấy. Con đứng cạnh nhau giúp nó không cần. Không không. Đứng cạnh ra. Đây rồi rồi. Rồi rồi rồi. Ôi giời. Đứng đứng cạnh cô Dung đi. Rồi. Cô cũng đứng sang bên đây rồi. Rồi rồi rồi. Thế được không? Đấy. Để con mẹ mới có lấy kính. Ôi giời còn lấy kính nữa. Ôi giời. Rồi 1 2 3. Cà phê. Ôi giời. Rồi được rồi. Chắc là đi sang mạng Malaysia ấy nhỉ? Đây cô Dung gửi đồ cho bà Tiên đây. Con cảm ơn cô nhá, cô gửi cho con nhiều đồ cho cháu đấy. Đây cô Dung. Đây vợ con đây. Cô Dung đứng ra đây con chụp ảnh với cô với vợ con một kiểu. Đây đây đây. Chụp riêng chụp riêng. Đấy. Đấy cô đứng ở đây con chụp ảnh với cô với vợ con. Đây đây. Cô đi một mình cô sợ nó bắt cóc cô nấu. Đây rồi. Rồi 1 2 3 nào. EP 1 2 3 nào. U 1 2 3. Ôi giời đẹp rồi, đẹp rồi. Sao cô gửi ảnh cho chắc mai cô về nó bị đau chân. À cái này thân mến đây là cô Dung này. Đấy, cô Dung nhá. Đây. Vợ A Pao đây. Đấy. Đấy, bây giờ mọi người bên dịch nhìn thấy đây. Hôm nay mấy giờ đi? Vào trong đường phố ấy, mấy giờ đi? 8 giờ, 8 rưỡi. Hôm nay các cô đi là đi qua chỗ cháu làm việc đấy. Đấy, ở cái ngõ đấy, cháu cô ở dưới hủm đấy. Biết rồi, biết đấy. Cô thấy chỗ rồi, cô thấy chỗ rồi. Cái đường đi về xíu mà cô. Đường về xíu mà. Đi làm vất vả quá. Lạnh sao mà? Hôm nay cô lên đứng cái đợt này là trời lạnh này. Vợ con ấy đang soạn bài một tí, bây giờ vợ con lại về làm giấy tờ một tí. Làm giấy tờ để tí con đi họp luôn ấy. Có gì chiều cô giúp được không? À, bọn con nó chỉ xét thôi, xét qua rồi. Đây vợ con má hồng không cần phải tô son nữa. Đây bị nẻ thế này không phải cái này là con bị nẻ đấy. Lạnh quá con sưởi lò sưởi ấy, bọn con đi xuống dưới điểm lạnh quá ấy. Con đi làm cũng vất vả mà Ngọc nó đi làm cũng vất vả. Cô nói thật với con, cô thương rồi. Nhưng mà anh ấy tiếc là cô không phải là người đẻ cho nó. Anh ấy vất vả thật, nhà con cũng vất vả đấy. Không phải cái phòng trọ bọn con nhỏ quá, mời cô lên cô nói là cô nói là ngại cô nằm đấy. Cô muốn lên nhà vào chơi. Rồi, 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 chào cán bộ. Vâng, khi nào con đi vào nhà cô chơi, con đưa vợ con đi vào. Khi nào con mới được đi chơi xa như thế. Bay có 2 tiếng đồng hồ thôi, mà xuống đến nhà cô rồi. Nếu mà có thời gian, nếu mà mấy, con sẽ vào, con có gì chiều nay nếu mà cô đi chơi về mà về sớm thì lên phòng trọ con chơi. Cô còn đòi tối nay ngủ cùng ơ. Sáng nay mới đến cửa, chưa vào nhà sáng nay mới đến cửa rồi. Đấy cái phòng nhỏ nhỏ đấy thôi. Cô muốn tối nay ngủ cùng bà. Đấy. Nhưng mà cái kho chứa luôn đấy, nhỏ nhỏ xíu thôi, con bảo ngại con không lắm mời cô lên trên nhà. Ờ thế thì cô đứng bên cạnh cô để chụp một kiểu ảnh của với mẹ nữa. Đấy rồi đầy đủ luôn. Chụp băng. Không sao. Cô bảo không sao là không sao, không sao. Rồi. Tranh thủ chụp ảnh luôn. Đấy. Có bà nội này. Có. Đấy. 1, 2, 3 nào. IAP nào. 1, 2, 3 nào. Này, quảng cáo quán cơm rang luôn. 1, 2, 3 nào. IAP nào. IAP nào. Con phải xem phim một cái. Cháu ruột. Cháu ruột hơn cô 1 tuổi. 78. Thì nó 78, cô 77, còn vợ nó 74. Ồ này. cháu mà còn 78 tuổi, cô có 77 thôi. Cô với mọi
người ăn cơm nhé, không không đi sửa cái bài đâu. Cô nói này, chiều cô lên nhà con hai cái bịch bánh của mua cho hai đứa là bánh của trẻ con, nhưng mà cô cũng rất thích ăn, rất ngon. Ôi, cô ra đây là vui lắm rồi, cô là có mấy cháu cũng có cái gì cho cô đây này, cô không cần gì cả. Cô cần tình cảm thôi. Cô đây chơi mấy hôm rồi về nhá, cô phải về chân cô đau. Cô là bị khớp. Ừ, cô lên đây là lạnh nó lạnh luôn. Cô còn trèo lên đến gần chân cột cờ lũng cũ là giỏi rồi. Chiều về con gặp cô sao? Rồi, vợ báo bận đi soạn bài đó, rồi. Các cô sẽ đi vào ăn cơm, ngủ say. Chào cả nhà. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ, hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hồ mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa giam. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống cầu mẹ mẹ.